Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với một cái clip nữa của Justin. Các bạn biết mình đang đứng ở đâu không? Các bạn thấy là biết rồi đúng không? Mình hiện tại đang ở Việt Nam. Và đây là cái căn hộ của mình đang ở. Các bạn thấy xa xa kia là mình nghĩ là như sông Sài Gòn á. Hình như xa kia là cầu Phú Mỹ. Ngày hôm nay thì mình muốn làm cái video clip này để mà chia sẻ một chút xíu về cái hành trình của mình đi từ Canada về Việt Nam. Mình biết là sắp tới có rất nhiều bạn sẽ bay về Việt Nam để nghỉ hè. Thì hy vọng là cái clip lần này sẽ giúp được cho nhiều bạn có thêm kinh nghiệm để đi từ Canada về Việt Nam ha. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ok, chắc các bạn thắc mắc là khi mình đi Việt Nam thì mình sẽ cần những cái giấy tờ gì để mình có thể nhập cảnh vào Việt Nam. Đợt vừa rồi Justin đi với hãng Korean Air. Tại vì hiện tại bây giờ những cái hãng giống như EVA hay là Cathay Pacific thì họ không có cho quá cảnh. Bởi vì chính sách Covid của bên đó vẫn còn đang rất là ngặt nghèo. Cho nên khi từ Canada mình về Việt Nam hiện tại thì hai cái đường thông dụng nhất là mình quá cảnh ở Hàn Quốc hoặc là mình quá cảnh ở Nhật. Thì đối với Justin vừa rồi thì mình quá cảnh ở sân bay Hàn Quốc. Thì trước khi mình đi á, mình cần những giấy tờ như sau. Thứ nhất là mình cần phải đi xét nghiệm âm tính Covid trong vòng 72 tiếng nếu như mình làm xét nghiệm PCR hoặc là trong vòng 24 tiếng. Đối với cái xét nghiệm này á, thì mình thấy nếu các bạn nào có thời gian mình nên test PCR cho nó chắc ăn. Vì cái test nhanh cũng được nhưng mà nếu mình lỡ trên đường đi mình có cái vấn đề gì mà mình bị delay lâu hơn 24 tiếng á, thì nó sẽ rất là rủi ro. Nhiều khi mình bị gói cảnh ở Hàn Quốc mà lỡ có cái gì đó kẹt lại mình không thể bay được cái chuyến tiếp theo thì cái test nhanh của mình sẽ hết hạn. Cho nên là để yên tâm nhất á, thì mình nên test PCR. Và cái giá mình thấy giữa PCR với lại cái test nhanh nó cũng không khác nhau là bao nhiêu. Tuy nhiên là các bạn nhớ là khi mà các bạn làm PCR thì các bạn nên gọi cho nhiều chỗ và hỏi họ là cái thời gian họ trả kết quả là bao lâu. Có nhiều chỗ họ có phòng lab tại chỗ luôn. Thì ví dụ như buổi sáng mình làm thì trong vòng cái ngày hôm đó buổi tối 9 giờ 10 giờ đêm là họ sẽ gửi email với kết quả cho mình. Còn có những chỗ nhỏ hơn thì họ sẽ phải gửi cái mẫu thử của mình đi vào một cái phòng lab khác. Thì có thể là một ngày, hai ngày sau mình mới có kết quả lần. Cho nên các bạn phải để ý cái vấn đề đó. Thông thường mình thấy rất nhiều chỗ bây giờ là các bạn test buổi sáng sớm, ví dụ như 9, 10 giờ sáng mình đi test thì tới đâu tầm 7-8 giờ tối là nó sẽ có cái email. Thì trước ngày bay một ngày là các bạn test là ok, là các bạn sẽ dư dả cái thời gian. Nếu như cái chuyến bay của mình nói trong vòng 20-24 tiếng gì đó là mình sẽ dư dả cái thời gian để mình nhập cảnh vào Việt Nam. Các bạn test nhanh cũng được, nhưng mà test nhanh thì phải trong vòng 24 tiếng. Thì nếu các bạn nào mà không có thời gian hoặc là muốn tiết kiệm tiền một chút xíu thì mình vẫn có thể test nhanh. Và Việt Nam họ vẫn chấp nhận cái vấn đề đó. Cái điều thứ hai, cái tờ giấy thứ hai các bạn cần phải chuẩn bị đó là cái tờ khai y tế. Thì trong vòng 24 tiếng trước cái ngày khởi hành thì các bạn có thể điền cái tờ khai y tế đó. Các bạn có thể lên cái trang web tờ khai y tế.vn để mình điền hết tất cả các thông tin của mình. Sau khi mình điền xong thì nó sẽ ra cái trang xác nhận. Và cuối trang xác nhận đó nó có một cái mã QR, cái mã QR code. Thì các bạn in cái đó ra và cầm theo. Về tới Việt Nam họ sẽ kiểm tra cái đó. Có nhiều bạn làm trên phone luôn. Tuy nhiên là tại vì đợt rồi mình đi thì cũng có gia đình đi theo và những người lớn tuổi. Cho nên là để cho chắc ăn thì tất cả mọi thứ giấy tờ mình đều phải in ra hết. Và mình cầm theo một cái bản cứng để lỡ có chuyện gì thì mình có cái tờ giấy để mình đưa cho cái người nhân viên người ta kiểm tra. Một cái nữa là để xuất phát từ Canada các bạn bắt buộc phải có cái giấy chích ngừa hai mũi, ít nhất là hai mũi. Thì các bạn nhớ các bạn phải có giấy đó thì mình mới có thể xuất phát từ Canada được. Việt Nam thì họ sẽ không cần cái tờ giấy đó khi mình nhập cảnh. Tuy nhiên là các bạn cần cái tờ giấy đó để các bạn mới lên máy bay được từ các sân bay ở Canada. Đó là cái quy định hiện tại. Về tới Hàn Quốc thì mọi thứ nó cũng không có quá là phức tạp. Tuy nhiên là đợt này mình có một cái là lần đầu tiên, có nghĩa là mình ở Canada cũng gần 20 năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình, một người thân trong gia đình mình bị. Có nghĩa là khi mà về tới sân bay Hàn Quốc thì họ kiểm tra cái hành lý ký gửi và họ phát hiện một cái gì đó trong cái hành lý và họ muốn kiểm tra thêm và họ lấy cái hành lý ký gửi từ khoang máy bay ra và họ kêu mình phải đi tới cái phòng hải quan đó và
chứng kiến họ mở cái vali của mình ra để coi. Thật sự ra thì nó chỉ là một cái chai keo tóc thôi, nhưng mà khi họ soi vào máy thì họ thấy là nó tròn tròn dài dài, thì họ nghĩ nó là giống như một cái loại thuốc pháo bông mà người ta hay chơi vào mùa lễ đó, cho nên là họ nghi là cái này là cái loại thuốc pháo. Họ muốn mở ra coi, thì khi mở ra thì họ thấy ồ không có gì hết, nhưng mà nó mất cái thời gian của mình. Thì cái này là một cái kinh nghiệm mà mình thấy các bạn khi mà đóng đồ thì các bạn cũng nên cẩn thận và để ý. Có một cái nữa là khi mà về tới Hàn Quốc á, thì nếu mà cái vali của mình mà nó có vấn đề thì họ sẽ đọc tên của mình, họ sẽ đọc tên của mình ngay cái chỗ cái quầy để mà họ kêu mình tới. Thì các bạn để ý coi, tại vì cái phát âm của người Hàn Quốc nó rất là khó, cho nên nhiều khi họ đọc cái tên tiếng Việt của mình á, mình sẽ không nhận ra được họ đang đọc cái tên của mình. Cho nên các bạn phải để ý cái vấn đề đó, nếu như lỡ mà tên mình có bị gọi mà có vấn đề gì trục trặc với cái hành lý mà hải quan họ cần mình á, thì họ sẽ hỗ trợ mình và mình phải để ý để mà lắng nghe cái tên của mình để mình tới. Ok, khi mà về tới Việt Nam rồi thì thật sự ra theo cái kinh nghiệm, tại vì hồi tháng 1 mình có một vài người bạn cũng đi và gia đình mình cũng đã đi hồi tháng 1, tháng 2, thì mình nghe được những kinh nghiệm rất là kinh khủng khi mà về tới cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm của mình đi vừa rồi thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Mình không có chờ đợi lâu, có thể là do chuyến bay Hàn Quốc nó về ban đêm và cái thời điểm đó thì chỉ có duy nhất một chuyến bay của Hàn Quốc thôi, cho nên cái lượng người nhập cảnh vào lúc đó nó không có quá đông, cho nên nó cũng suôn sẻ. Tuy nhiên là nhiều bạn về trước, hồi trước nghe lúc trước về thì mình qua cái khâu khi mình về Việt Nam bây giờ là mình phải qua hai khâu, mình phải xếp hàng vào và mình gặp cái người đầu tiên mình gặp, đó là cái người bên khai báo y tế. Họ khai báo y tế, họ sẽ kiểm tra cái giấy tờ khai y tế của mình, họ sẽ kiểm tra cái giấy xét nghiệm âm tính của mình và họ sẽ đóng dấu mọi thủ tục đầy đủ hết thì họ mới cho mình đi. Thì sau đó mình mới gặp cái người hải quan họ mới kiểm soát cái passport và họ đóng dấu cho mình nhập cảnh. Thì sau khi nhập cảnh xong thì mình mới xuống mình lấy hành lý được. Thì phần lớn các bạn trước giờ bị kẹt lâu ở cái phần chỗ mà khai báo y tế, thì các bạn lưu ý là cái tờ khai y tế đó mình nên khai sẵn và mình khai đúng hết thông tin, mình in ra mình có cái mã QR, phải bắt buộc có cái mã QR thì mình mới có thể, người ta mới có thể làm thủ tục cho mình được. Và cái tờ khai y tế đó mình chỉ được khai 24 tiếng trước cái ngày mình khởi hành thôi, cho nên các bạn khai quá sớm thì cũng không được. Để ý những thông tin như đó, đừng có khai bị trật. Ví dụ mình khai bị trật là người ta làm không được thì bắt mình phải khai lại. Rất nhiều người về tới nơi hoặc là những cái cụ già này nọ họ không có rành, họ khai bị sai thì không có ra được cái mã QR thì nó mất cái thời gian. Cho nên cái đó là cái mình nghĩ là các bạn cần phải chuẩn bị kỹ. Ngoài ra thì kinh nghiệm của mình thì mình thấy đợt vừa rồi về thì họ cũng rất là cởi mở, rất là thân thiện, không có đến nỗi nào. Không có giống như hồi trước khi mở cửa hồi tháng 1, tháng 2, lúc đó thì về thì mình nghe là nhiều người complain là khó khăn, rồi họ đòi hỏi đủ thứ này nọ. Nhưng mà hiện tại bây giờ từ sau ngày 15 tháng 3 thì Việt Nam họ đã mở cửa ra với du lịch rồi, cho nên là cái cách thức nhập cảnh thì nó cũng khá là đơn giản. Mình chỉ qua, đối với mình thì mình từ máy bay mình xuống, mình chỉ xếp hàng khoảng chừng 15 phút qua bên cái phần khai y tế, rồi sau đó mình xếp hàng vào khu vực hải quan, thì mất có khoảng chừng không tới nửa tiếng là mình đã hoàn tất hết tất cả các thủ tục, rồi sau đó là mình xuống thang máy và mình chờ mình nhận hành lý thôi. Và sau khi đó mình đi ra ngoài nó cũng rất là đơn giản. Thật sự ra đợt này mình về mình thấy là mọi thứ nó có vẻ như là nó dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Hải quan họ cũng không làm khó mình giống như mấy lần trước. Thì mình nghĩ là các bạn thì chắc cũng không đến nỗi nào. Từ đây cho tới mùa hè mà các bạn, nhiều bạn về thì các bạn chỉ để ý là cái vấn đề quan trọng nhất là các bạn phải canh cái giờ test PCR làm sao cho nó trong cái phạm vi 72 tiếng và chuẩn bị hết tất cả những giấy tờ đầy đủ để mình đi phi trường cho nó suôn sẻ. Và khi các bạn lên phi trường ở Canada cũng vậy, các bạn để ý là phải chuẩn bị tất cả những giấy tờ cầm theo và lên sớm. Mình nghĩ là lên sớm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng trước cái giờ khởi hành. Tại vì bây giờ họ cần cái thời gian rất là nhiều để xét những cái giấy tờ của mình, không phải giống như lúc trước. Và một cái nữa là cái hành lý của mình cũng vậy, các bạn nên đóng cho đúng cái chuẩn hành lý để mà đừng có mất thời gian. Có những người ta đóng dù như cho 23kg mà mình đóng lên tới 25-26kg thì nó sẽ làm mất thời gian của rất nhiều người. Và mình cũng nên lên phi trường sớm để mà có cái thời gian, họ có thời gian kiểm tra. Đợt vừa rồi mình lên trước 2 tiếng rưỡi, mà khi mà làm tất cả mọi thủ tục xong
vào tới được cửa máy bay là mình lên máy bay luôn, mình không có cái, không có được cái thời gian để mà ngồi xuống nghỉ ngơi một phút nào hết. Thì cho các bạn thấy là cái thời gian nó xử lý rất là lâu, cái xếp hàng rất là dài, mặc dù là mình đã check in trước, mặc dù là mình đã làm mọi thủ tục trước ở nhà và thậm chí lên tới sân bay mình cũng lại cái máy và mình in ra những cái tag của hành lý á, để mình dán vào trước, nhưng mà vẫn phải xếp hàng vào để cho nhân viên họ kiểm soát lại, họ kiểm tra lại hết tất cả những cái giấy tờ, mà nó mất rất là lâu. Cho nên khi các bạn nào mà đi Việt Nam trong cái đợt sắp tới mùa hè này á, thì bạn nên nhớ là lên phi trường sớm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng để mình có đầy đủ cái thời gian để mình chuẩn bị. Ok, thì mình hy vọng là cái video clip ngắn này là phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn cái cách thức đi từ Canada về Việt Nam mà mình mới trải qua. Có thể là một thời gian sau thì cái clip này nó không còn giá trị nữa, tại vì mình nghĩ là dần dần thì cả Canada và cả Việt Nam họ sẽ dần tháo bỏ hết mọi cái quy định và cái chuyện đi nó càng ngày nó càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên là với cái thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn phải cần cái giấy xét nghiệm âm tính PCR 72 tiếng hoặc là test nhanh trong vòng 24 tiếng, vẫn phải khai tờ khai y tế để có cái mã QR, có thể khai online hoặc là khai trên máy tính xong rồi in ra các bạn giấy cầm theo. Và để xuất phát từ Canada thì các bạn cần phải có giấy chích ngừa ít nhất là 2 mũi, các bạn cũng phải cần in cái đó ra và để cho nhân viên họ kiểm tra ở cái quầy thủ tục check in. Rồi các bạn cũng nhớ là lên sân bay thì phải lên sân bay sớm nhất trước ít nhất là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng để mình có đủ thời gian để mình làm thủ tục check in và ra cửa máy bay. Về tới Hàn Quốc thì các bạn, hoặc là về tới Nhật thì các bạn phải để ý, nếu như các bạn nào phải đổi boarding pass hay đổi cái gì đó thì các bạn cần lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ cái giấy tờ để mà khi họ yêu cầu cái gì thì mình có giấy tờ mình trình cho họ. Và khi mình ngồi tại cửa thì các bạn cũng nhớ lắng nghe cái tên của mình, coi họ có kêu cái tên của mình hay không, lỡ có trục trặc về vấn đề hành lý hay vấn đề gì đó họ cần cái tên của mình, họ kêu mình thì mình xử lý cho nó nhanh, chứ không là mình trễ cái chuyến bay tiếp theo. Đợt này thì cũng gần 3 năm rồi Justin mới có cơ hội quay trở lại Việt Nam. Cái cảm giác nó khác lạ các bạn, lâu lắm rồi mình mới có cái dịp mà người nó bước ra khỏi Tân Sơn Nhất một cái là cái nóng nó ập vô mặt, cho nên bữa giờ về cũng bệnh quá trời bệnh. Nhưng mà không sao, hy vọng là mấy tuần lễ sắp tới thì cũng được gọi là enjoy cái cuộc sống ở Việt Nam này sau gần 3 năm mình không có được về. Thì hy vọng là mùa hè này nhiều bạn cũng có thể về Việt Nam để mà thăm gia đình, để mà đi chơi. Mình thấy mọi người ở đây bây giờ tất cả mọi thứ nó bình thường rồi các bạn. Vẫn phải đeo khẩu trang, vẫn phải, nhưng mà mọi người ra đường đông đảo, vẫn ăn uống, nói chung là tất cả mọi thứ nó như bình thường rồi, không có vấn đề gì mà phải lo lắng quá nữa. Gần như là hầu như ai cũng bị Covid hết rồi, cho nên là cái vấn đề mà giống như hồi cách đây khoảng 5-6 tháng thì Việt Nam mình có vẻ họ kỳ thị Covid nhiều hơn. Nhưng mà sau cái đợt tháng 3, tháng 4 vừa rồi thì mình nghĩ là xung quanh mình và bản thân mình, tất cả mọi người đều đã bị Covid qua hết rồi, và tất cả mọi người bây giờ đã có một cái nhìn khác hơn về Covid rồi, cho nên là không có gì phải quá là lo lắng nữa. Thì các bạn cứ tự tin thoải mái Việt Nam, enjoy ăn chơi những tháng mùa hè. Rồi, hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Và nếu có cái gì thắc mắc thì các bạn cứ có thể liên hệ với Justin qua Facebook hoặc là email hoặc là số điện thoại, thì tụi mình sẽ luôn sẵn sàng ở đây để tư vấn hay là hướng dẫn cho các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip sắp tới.